À rồi, hello anh em nhé. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tạo nick TikTok Hoa Kỳ để sau này các bạn bật kiếm tiền trên điện thoại Android. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải ở trên CH Play. Thì có một cách nữa là các bạn có thể tải ở những cái bản APK. Thì mình cũng xin lưu ý là cái bản APK đó thì nó sẽ không an toàn cho máy của chúng ta. Nó sẽ ăn cắp những dữ liệu, những cái bảo mật ở máy của chúng ta. Nên là chúng ta cứ tải ở trên CH Play, nó là an toàn nhất nhá. Rồi thì các bạn hãy theo dõi kỹ video và các bạn làm theo các bước như mình hướng dẫn thì các bạn sẽ làm được nhá. Nào các bạn hãy nhìn vào màn hình và làm theo hướng dẫn của mình nhá. Thì khi lưu ý là chúng ta tạo nick thì nó có phải có chữ Creator này. Đó thì sau khi chúng ta bật kiếm tiền được. Nếu mà chúng ta tạo mà nó không chữ Creator và chữ tham gia này thì cái nick của chúng ta không bật kiếm tiền đâu nhá. Thì để tạo được link TikTok thì đầu tiên là các bạn phải rút sim điện thoại ra và các bạn sẽ xóa cái app TikTok cũ đi nhá. Đó, sau đó thì các bạn vào CH Play và các bạn tải cho mình một cái app là VPN. Đó, các bạn tải con VPN này cho mình này. Và chúng ta cài đặt. Rồi sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt máy nhé. Và chúng ta kéo xuống. Và chúng ta vào cái phần cài đặt chung. Đó, chúng ta vào phần cài đặt chung rồi nhé. Và chúng ta vào cái phần thời gian nhé. Đó, sau đó thì các bạn sẽ tắt cái giờ tự động đi này. Đó, và chúng ta chọn múi giờ. Đó, chúng ta vào phần chọn múi giờ. Và chúng ta chọn khu vực. Và các bạn kéo xuống. Chúng ta đánh cái chữ Hoa Kỳ đi. Đó, Hoa Kỳ. Rồi sau đó các bạn chọn cái múi giờ Los Angeles. Ok. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ vào cái phần cái app VPN mình vừa tải vào. Đây là app VPN này. Đó, sau chúng ta ấn chữ Aget này. Continue này. Đó. Rồi các bạn tắt đi. Chúng ta dùng thử miễn phí 7 ngày nhá. Tắt cái phần này đi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ấn lên cái quả cầu này. Và chúng ta chọn quốc gia là Hoa Kỳ. Và chúng ta chọn cái vùng Los Angeles. Los Angeles này. Và chúng ta ấn OK. Đó thì các bạn chờ cho con thỏ nó chạy nha các bạn nhé. Rồi bây giờ con thỏ làm nghỉ ngơi này rồi. Đó là chúng ta đã tải được cái VPN về nhá. Chuyển sang VPN sang Hoa Kỳ ha. Đó. Rồi thì bây giờ các bạn lại vào CH Play một lần nữa này. Đó, chúng ta vào CH Play này. Và các bạn đánh lên cái thanh tìm kiếm là TikTok. TikTok. Và chúng ta cài đặt app TikTok. Rồi sau khi đã cài đặt xong app TikTok rồi thì các bạn sẽ ấn mở ra. Tôi ấn mở ra này. Rồi chúng ta ấn mục đồng ý và tiếp tục. Và các bạn chọn cái danh mục các bạn làm. Các bạn làm giải trí thì chúng ta chọn giải trí. Thì đại khái là các bạn làm về cái chủ đề gì thì các bạn chọn chủ đề đó. Thì mình sẽ chọn là giải trí nhá. Rồi mình ấn tiếp theo. Đó, và mình vào chữ bắt đầu xem. Đó, sau đó mình vào mục hồ sơ.
Rồi thì bây giờ mình vào hồ sơ này. Và chúng ta ấn đăng ký. Và chúng ta chọn sử dụng số điện thoại hoặc email. Và các bạn chọn ngày sinh. Thì lưu ý là các bạn chọn ngày sinh của chúng ta trên 18 tuổi. Đó, sau đó chúng ta ấn chữ tiếp. Rồi cái mục này các bạn chọn email. Đó, và chúng ta nhập email chúng ta vào. Sau đó các bạn tích vào đây. Rồi sau đó chúng ta ấn chữ tiếp. Rồi sau đó thì chúng ta xác minh để tiếp tục thì chúng ta ghép hai cái hình này vào với nhau. Chúng ta kéo ra ghép hai hình này vào. Rồi thì các bạn tiếp tục nhập mật khẩu, thì lưu ý là mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự, một chữ cái viết hoa, số và ký tự đặc biệt. Đó, sau khi chúng ta mật khẩu chúng ta ok rồi thì chúng ta sẽ ấn chữ tiếp. Rồi sau đó chúng ta ấn đăng ký. Rồi đến mục này chúng ta không cho phép. Rồi bây giờ mình sẽ vào hồ sơ này. Đó, và mình sẽ vào ba gạch này. Và mình vào phần. Mình sẽ vào ba gạch này. Đó, vào công cụ dành cho tác giả. Đó thì nó có mục Creatolic này, tham gia này. Đó thì đây là app TikTok chuẩn Hoa Kỳ, sau này các bạn bật kiếm tiền thôi nhá. Đó thì khi lưu ý là chúng ta tạo link thì nó có phải có chữ Creatolic này. Đó thì sau khi chúng ta bật kiếm tiền được. Nếu mà chúng ta tạo mà nó không chữ Creatolic và chữ tham gia này thì cái link của chúng ta không bật kiếm tiền đâu nhá. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây. Các bạn thấy những gì mình chia sẻ trên kênh hay hữu ích thì hãy để lại cho mình xin một like, đăng ký kênh nhá.